Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền và các hội cơ sở trên địa bàn huyện đã vận động trong cán bộ hội viên và các mạnh thường quân nhiều dụng cụ sinh hoạt, học tập, nhu yếu phẩm với tổng giá trị trên 50 triệu đồng. Toàn bộ số hàng cứu trợ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện gửi đến Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ để kịp thời vận chuyển đến hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại bởi mưa bão lũ lụt, giúp bà con từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.